Tìm hiểu về lỗi đi lấn làng và lỗi đè vạch. Mức xử phạt lỗi lấn làng đối với ô tô và xe máy, lỗi lấn làng được hiểu như sau, lỗi lấn làng, lỗi đi sai làng đường, lấn tuyến, được hiểu cơ bản chính là trường hợp chủ thể là người tham gia giao thông không đi đúng làng đường quy định dành cho phương tiện mà họ đang điều khiển. Thông thường, phần đường xe chạy sẽ được chia thành nhiều làng. Phân cách bằng vạch kẻ đường. Trong đó, mỗi làng đường chỉ dành cho một hoặc vài loại phương tiện nhất định theo đúng quy định và chỉ dẫn đã được báo trước cho các đối tượng khi tham gia giao thông lỗi đè vạch được hiểu như sau do có nhiều lý do khác nhau đa phần do nguyên nhân chủ quan mà hiện nay trên thực tế tại nước ta có rất nhiều người vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ các lỗi vi phạm phổ biến mà chúng ta có thể kể đến cụ thể là sai làng đường đè vạch đường không tuân thủ vạch kẻ đường vượt đèn đỏ không có giấy phép lái xe chở hàng vượt quá tải trọng Quá khổ, vạch kẻ đường được hiểu cơ bản chính là một dạng báo hiệu, vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với các loại biển báo, đèn tín hiệu để nhằm mục đích hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng lưu thông xe. Chúng ta cũng có nhiều cách phân loại vạch kẻ đường như dựa vào vị trí sử dụng, vạch trên mặt bằng và vạch đứng. Dựa vào hình dáng, kiểu, vạch kẻ liền và vạch kẻ đứt khúc vân vân, thực tế có thể hiểu đơn giản lỗi đè vạch được hiểu cơ bản chính là lỗi được xác định khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà để bánh xe đè lên hoặc lấn sang các loại vạch kẻ đường không được phép cắt qua. Mức xử phạt lỗi lấn làng đối với xe máy, căn cứ theo Điều 6 Nghị định 100, 2019, Nghị định Chính phủ của Chính phủ quy định xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với chủ thể là người điều khiển xe chuyển làng đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đối với chủ thể là người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẻ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng công của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. Người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Đi không đúng phần đường, làng đường quy định, làng cùng chiều hoặc làng ngược chiều, điều khiển xe đi qua giải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy, điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà. Phạt tiền từ 4 triệu đến 5 triệu đồng đối với chủ thể là người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chủ thể là người điều khiển xe không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, đi vào đường cao tốc, dừng xe, đổ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng chuyển làng đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông không đi đúng phần đường làng đường không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển đi ngược chiều của đường một chiều đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều gây tai nạn giao thông như vậy ta nhận thấy căn cứ theo quy định được nêu trên đối tượng là người điều khiển phương tiện khi vi phạm lỗi lấn làng xe máy sẽ phải chịu mức phạt từ 100.000 đến 600.000 đồng cho việc chuyển làng không đúng quy định và đi sai làng đường. Còn đối với trường hợp các chủ thể đi sai làng đường, chuyển làng đường không đúng nơi quy định gây ra tai nạn, mức phạt sẽ từ 4 triệu đến 5 triệu đồng và thêm hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Lấn làng được biết đến chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng đặc biệt là trên đoạn đường cao tốc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân đó mà việc các chủ thể hiểu rõ quy định về sử dụng làng đường và lỗi lấn làng đường xe máy phạt bao nhiêu giúp các đối tượng là người điều khiển phương tiện tránh phạm luật cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Mức phát lấn làng đường của xe ô tô, theo quy định pháp luật hiện hành thì việc lái xe ô tô lấn làng xe máy sẽ phải bị xử phạt hành chính có thể đến 5 triệu đồng. Đối với trường hợp gây tai nạn giao thông do đi sai làng đường thì bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng theo điều 5 của nghị định số 100 2019 nghị định chính phủ của chính phủ, bên cạnh đó thì cũng theo quy định hiện hành. Chủ thể là người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp gây ra tai nạn. Cụ thể, theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015, những thiệt hại mà chủ thể là người điều khiển xe ô tô lấn làn gây tai nạn sẽ phải bồi thường được xác định như sau, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất hoặc hư hỏng. Giá trị sử dụng tài sản bị mất, giảm sút chi phí hợp lý để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại và một số các loại chi phí khác thiệt hại đến sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và có thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí và thu nhập trên thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Mức bù đắp tổn thất về tinh thần thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, mức bù đắp tổn thất về mặt tinh thần không những thế thì pháp luật nước ta còn quy định hành vi vi phạm khi lái xe ô tô lấn làng xe máy còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mức phạt nhẹ nhất đối với vi phạm là phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu mà làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Như vậy, ta nhận thấy điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường hoặc làng đường theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính. Cùng với đó các chủ thể vi phạm cũng sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong khoảng thời gian theo quy định. Không những thế sẽ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ trong trường hợp gây ra tai nạn. Chính vì vậy các tài xế khi tham gia giao thông sẽ có trách nhiệm cần phải lưu ý nhằm mục đích để có thể tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.